Sau khi suy nghĩ, hiệu trưởng cũng đã đồng ý cho bắt đầu kỳ thi nhảy lớp. Và thế là từ một đứa học sinh lớp 10, Bắp đã có thể học vượt cùng với đàn anh đàn chị khối 12. Đang háo hức đi vào nhận lớp thì tự nhiên mũi để đâu vậy cha? Em đụng tôi trước mà em còn thái độ vậy là sao? Thích vậy đó. Ôi da, trời ơi, cái con bé này. Dạ cô ơi, em tới nhận lớp ạ. Lớp trật tự, đây là Bắp học sinh mới của lớp mình. Em còn nhỏ, mọi người hỗ trợ em nha. Chỗ anh không còn trống kìa, em vô đó ngồi đi. Ủa trời ơi, sao lại là nó? Ủa, cái ông nãy mình đánh nè. Kỳ này chết chắc rồi. Ok lớp ơi, các em mở biểu đồ ra và chỉ cho cô biết đâu là châu Mỹ. Dạ thưa cô, châu Mỹ nằm ở phía bên trái bản đồ thế giới ạ. Còn Bắp, nói cho cô biết ai đã tìm ra châu Mỹ. Dạ thưa cô, người có công tìm ra châu Mỹ là anh Thông ạ.